tâu bệ hạ. Trước sự hiện diện của bệ hạ, tôi xin chân thành chào đón Buddha và bậc đại trí Sonadanda quang lâm đại điện. Đại sư Sonadanda! Dạ tôi! Đại sư Sonadanda! Dạ tôi! Đại sư Sonadanda! Dạ tôi! Hôm nay, dưới sự chứng kiến của bệ hạ, hai vị tôn giả này sẽ trình bày tư tưởng của mình ngay trên triều. Những tư tưởng này sẽ làm tăng trưởng kiến thức cho chúng ta. Bây giờ xin mời hai vị tôn giả tùy ý chọn chủ đề, biểu đạt quan điểm của mình. Và bây giờ buổi tranh luận bắt đầu. Ngài đây tuổi còn trẻ hơn tôi nhiều, vì thế xin mời ngài chọn chủ đề trước. Ngài nói đi, ngài muốn thảo luận vấn đề gì? Thỉnh an tôn giả, xin ngài chỉ giáo cho. Một vị Bà La Môn đúng nghĩa thì phẩm chất họ phải có là gì? Nếu ngài muốn, có thể trích dẫn điển cố trong kinh Vệ Đà. Tinh thông Vệ Đà là sở trường hàng đầu của Sonadanda. Những vấn đề liên quan đến kinh điển Vệ Đà, ngài ấy đáng gọi là bậc thầy. Thưa Tỳ Kheo Gotama, một Bà La Môn đúng nghĩa phải có đầy đủ 5 phẩm chất. Đó là tướng mạo đoan trang, tinh thông nghi thức văn tế, 7 đời truyền thừa huyết thống trong sạch, học thức đúng đắn và thiện nghiệp, không thể thiếu bất kỳ một điều nào. Trong 5 phẩm chất đó, thì phẩm chất nào được cho là quan trọng nhất? Nếu bỏ bớt bất cứ một phẩm chất nào, còn có thể gọi là Bà La Môn đúng nghĩa không? Quan trọng nhất là 2 phẩm chất cuối cùng, đó là học thức đúng đắn và thiện nghiệp. Tướng mạo dễ nhìn, tinh thông nghi thức văn tế và 7 đời truyền thừa huyết thống trong sạch đều không quan trọng. Thành thật xin lỗi, đại sứ Sonadanda nói vậy là sai rồi. Là do Buddha cố ý mê hoặc ngài ấy. Rõ ràng là sỉ nhục Bà La Môn. Không sai, đây là sự sỉ nhục. Nói đúng lắm, là sự sỉ nhục. Không sai, đây là sự sỉ nhục của tôi. Chư vị tôn giả, nếu mọi người thấy không tin tưởng Sonadanda, trước tiên xin hãy bình tĩnh để nghe ngài ấy nói hết đã. Nếu vị nào vẫn còn thắc mắc, cũng có thể đứng ra thay ngài ấy tiếp tục biện luận về đề mục này. Ta nhất định trả lời tất cả những gì mình biết. Thưa bạn, Angaka, người cháu của tôi, là một điển hình. Đây là Angaka. Angaka là một thanh niên anh tuấn cởi mở, khiêm tốn lễ độ, cử chỉ tao nhã, dung mạo trang nghiêm. Chỉ có Tỳ Kheo Gotama mới có thể sánh được vẻ đẹp ấy. Huyết thống của 2 bên cha mẹ đều có thể truy cứu đến 7 đời, lại tinh thông Vệ Đà, 3 loại phẩm chất ở trước đều có thể gọi là hoàn hảo. Nhưng xét kỹ tư tưởng của anh ta thì phát hiện ra anh chàng Angaka này là người nghiện rượu, sát sinh, dâm loạn, nói dối, thậm chí còn trộm cắp. Vì thế 3 phẩm chất kia hoàn toàn không còn giá trị. Do đó thưa các bạn, thiện nghiệp và trí tuệ
mới là phẩm chất đặc thù của một Bà La Môn đúng nghĩa. Thế thì giữa hai đặc tính ấy, Ngài cho rằng phẩm chất nào quan trọng hơn? Thiện nghiệp và trí tuệ vốn cùng một nguồn gốc. Nó cũng giống như là cánh tay này rửa sạch cho cánh tay kia, dùng chân này gãi ngứa cho chân kia. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thiện nghiệp và trí tuệ cùng hỗ trợ thành tựu cho nhau. Thiện nghiệp khiến cho con người phát sinh ra trí tuệ, còn trí tuệ thì dẫn dắt cho hành vi làm đúng chánh pháp. Đây chính là chân ngôn quyền bí của cuộc đời. Hay lắm, nói rất hay Sonadada, ta cảm thấy rất tự hào về ông. Buddha, không biết là bây giờ Ngài còn gì muốn hỏi Sonadanda, bậc trí của chúng ta nữa không? Ngài nói thật chí lý Sonadanda. Thiện nghiệp và trí tuệ là hai yếu tố quan trọng nhất của đời người. Xin Ngài hãy nói xem, làm sao để phát huy thiện hạnh và trí tuệ đến chỗ ưu việt nhất? Hỡi đấng từ bi, vừa rồi Ngài đã dẫn dắt con vào đề tài này, nhưng con chỉ hiểu về nguyên tắc lý luận. Ngài là bậc giác ngộ, đã chứng được chân lý tối thượng. Hỡi bậc thánh nhân, xin Ngài dạy cho con làm thế nào để khiến cho thiện nghiệp và tri thức đạt đến chỗ viên mãn nhất. Đạo giải thoát có ba thứ lớp, đó là giữ giới, thiền định và trí tuệ. Nếu chúng ta giữ giới làm lành thì việc tu tập thiền định tự nhiên sẽ được tăng trưởng, mà từ trong thiền định lại sanh khởi trí tuệ. Nếu như tất thảy mọi người đều làm việc lành thì có thể chiến thắng dục vọng, phẫn nộ, ngu si, ảo tưởng và ham muốn, đạt được sự giải thoát, hòa bình và sự an vui. Hỡi đấng từ bi, Ngài đã khiến cho con mở rộng tầm mắt. Ngài đã khiến cho con nhìn thấy được ánh quang minh. Buddha thánh nhân ơi, xin Buddha hãy cho con được quy y theo Ngài. Hãy nhận con làm thành viên trong tăng đoàn của Ngài. Sakya Mauni Buddha! 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 Sakya